Vì vậy, ngài đừng đem pháp ấy mà khuyến dụ chư thiên tử, thật không có việc phát tâm an nậu, đa la tam biểu tam bồ đề, cũng không có việc thối chuyển. Di Lặc, ngài nên khiến chư thiên tử ấy lìa bỏ cái ý kiến phân biệt bồ đề. Tại sao vậy? Bồ đề ấy không thể dùng thân mà được, không thể dùng tâm mà được. Tịch diệt là bồ đề vì dứt hết các tướng. Chẳng quan sát là bồ đề vì lìa khỏi các duyên. Chẳng hành động là bồ đề vì không nhớ tưởng chi cả. Đoạn tuyệt là bồ đề vì bỏ hết các ý kiến. Lìa bỏ là bồ đề vì lìa khỏi các vọng tưởng. Ngăn trở là bồ đề vì ngăn trở các sở nguyện. Chẳng vào là bồ đề vì không có tham trước. Thuận là bồ đề vì thuận theo lẽ như. Trụ là bồ đề vì trụ nơi tánh pháp. Đến là bồ đề vì đến chỗ thực tế. Chẳng hai là bồ đề vì lìa ý và pháp. Bình đẳng là bồ đề vì bình đẳng như hư không. Vô vi là bồ đề vì không có những sự sinh trụ diệt. Biết là bồ đề vì rõ được tâm hạnh của chúng sinh. Chẳng hội là bồ đề vì các nghiệp chẳng hội nhau. Chẳng hiệp là bồ đề vì lìa khỏi thói quen phiền não. Chẳng có xứ sở là bồ đề vì không có hình sắc. Tiếng tạng gọi là bồ đề vì danh tự vốn không. Như ảo hóa là bồ đề vì không lấy không bỏ. Không loạn là bồ đề vì tự mình yên tĩnh. Thường tịch là bồ đề vì tánh thanh tịnh. Không nắm giữ là bồ đề vì lìa khỏi phan duyên. Không khác lạ là bồ đề vì các pháp như nhau. Không thể so sánh là bồ đề vì không thể ví dụ. Vi diệu là bồ đề vì các pháp khó biết. Thế Tôn Duy Ma Cật thuyết thời pháp ấy sau 200 vị thiên tử được pháp nhẫn vô sinh. Vậy nên con chẳng đủ sức đảm nhận việc đến thăm bệnh ông ấy. Phật bảo đồng tử Quang Nghiêm, ông hãy đến nhà Duy Ma Cật mà thăm hỏi bệnh ông ấy. Quang Nghiêm bạch Phật rằng, Thế Tôn, con chẳng đủ sức đảm nhận việc đến đó thăm bệnh ông ấy. Nguyên do là thế này, con còn nhớ lúc trước, con đi ra ngoài thành lớn để ra ly. Bấy giờ Duy Ma Cật mới vừa đi vào thành, con liền làm lễ ông ấy và hỏi rằng, cư sĩ từ đâu lại đây? Cư sĩ đáp, tôi từ đạo trường lại đây. Con hỏi, đạo trường ấy là ở đâu? Cư sĩ đáp rằng, lòng ngay thẳng là đạo trường vì không có hư dối. Khỏi làm là đạo trường vì có thể biện biệt được sự việc. Lòng sâu vững là đạo trường vì được tăng thêm công đức. Tâm bồ đề là đạo trường vì không có sự lẫn lộn. Bố thí là đạo trường vì không mong báo đáp. Trì giới là đạo trường vì được tròn nguyện. Nhẫn nhục là đạo trường vì đối với chúng sinh lòng mình được vô ngại. Tinh tấn là đạo trường vì chẳng có biếng nhác. Thiền định là đạo trường vì lòng dạ được điều nhu. Trí huệ là đạo trường vì hiện rõ các pháp. Từ là đạo trường vì thương các chúng sinh như nhau. Bi là đạo trường vì nhẫn chịu các mỏi mệt khổ đau. Hỷ là đạo trường vì là pháp vui vẻ. Xả là đạo trường vì dứt lòng thương ghét. Thần thông là đạo trường vì thành tựu sáu thần thông. Giải thoát là đạo trường vì buông bỏ được. Phương tiện là đạo trường vì giáo hóa chúng sinh. Bốn pháp thâu nhiếp là đạo trường vì nhiếp phục được chúng sinh. Đa văn là đạo trường vì theo như điều đã nghe mà thực hành. Điều phục tâm là đạo trường vì đó là chánh quán các pháp. 37 phẩm là đạo trường vì buông bỏ pháp hữu vi. Bốn đế là đạo trường vì chẳng dối gạt thế gian. Duyên khởi là đạo trường vì vô minh cho tới già chết đều là không cùng tận. Các phiền não là đạo trường vì biết hết thảy như thật. Chúng sinh là đạo trường vì biết rằng đó là vô ngã. Tất cả các pháp là đạo trường vì biết rằng các pháp đều là không. Hàng ma là đạo trường vì chẳng khuynh động. Ba cõi là đạo trường vì không có chỗ nào để hướng theo. Sư tử hống là đạo trường vì mình thuyết pháp chẳng khiếp sợ, sức vô ý. Với các pháp bất cộng là đạo trường vì không có những lỗi lầm. Ba mình là đạo trường vì không còn trở ngại. Trong một giây nghĩ biết hết tất cả các pháp, đó là đạo trường vì thành tựu được cái trí biết tất cả. Như vậy đó thiện nam tử, nếu Bồ Tát dùng các ba la mật mà giáo hóa chúng sinh, nên biết rằng mọi việc làm của mình cho đến những cử động nhỏ như nhấc chân hạ chân đều từ đạo trường mà lại chỗ nơi Phật Pháp. Duy Ma Cật thuyết thời pháp ấy xong, 500 vị chư thiên và người ta đều phát tâm an nậu đa la tam biểu tam bồ đề. Vậy nên con chẳng đủ sức đảm nhận việc đến thăm bệnh ông ấy. Phật bảo Bồ Tát Trì Thế, ông hãy đến nhà Duy Ma Cật mà thăm hỏi bệnh ông ấy.
Bồ Tát Trì Thế bạch Phật rằng: Thế Tôn, con chẳng đủ sức đảm nhận việc đến thăm bệnh ông ấy. Nguyên do là thế này. Con còn nhớ lúc trước, khi con trụ nơi tĩnh thất, lúc ấy mà bà Tuần hóa hình hệt như Đế Thích, có một muôn 2.000 thiên nữ theo hầu, có cả tiếng âm nhạc, đàn địch ca sướng đi lại chỗ con. Mà vương ấy với quyến thuộc đảnh lễ nơi chân con, chắp tay cung kính đứng về một bên. Con tưởng đó là Đế Thích, nên liền nói với vị ấy rằng: Lành thay Kiểu Thi Ca, tuy ông đáng được hưởng phước nhưng chẳng nên phóng túng, nên quán năm dục là vô thường, muốn được gốc lành hãy tu kiên pháp về thân mạng tài. Vị ấy liền nói với con rằng: Chánh sĩ, xin ngài thông nhận 12.000 thiên nữ này, các nàng có thể lo việc quét tước giặt rửa. Con đáp: Kiều Thi Ca, tôi là Sa Môn Thích Tử, ông đừng yêu cầu tôi nhận những thứ không đứng với pháp tu hành, điều đó là trái với nghi luật của tôi. Còn chưa dứt lời thì Duy Ma Cật đến bảo con rằng: Chẳng phải Đế Thích đó là ma đến quấy rối ngài đó. Duy Ma Cật liền nói với ma rằng: Các nàng này có thể tặng cho ta bằng lòng thâu nhận. Ma hoảng sợ nghĩ rằng: Duy Ma Cật chẳng phải định hại ta đây sao? Liền muốn ẩn hình trốn đi nhưng chẳng được, bèn dùng hết thần lực cũng chẳng đi được. Liền nghe có tiếng nơi không trung nói rằng: Ba Tuần hãy trao tặng những nàng ấy cho Duy Ma Cật, rồi ông mới đi được. Vì khiếp sợ mà miễn cưỡng mà cho. Lúc ấy Duy Ma Cật nói với các nàng rằng: Mà đã đem các cô tặng cho ta, nay các cô nên phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Duy Ma Cật liền tùy theo chỗ thích hợp mà thuyết pháp với các nàng, khiến cho tất cả đều phát đạo ý. Lại nói rằng: Các cô đã phát đạo ý rồi, nay có những điều vui theo đúng pháp để cho tự vui lấy, chẳng nên vui với năm dục nữa. Các thiên nữ liền hỏi: Những gì là vui theo đúng pháp? Đáp rằng: Vui thưởng tin Phật, vui muốn nghe pháp, vui cúng dường tăng, vui liền năm dục, vui quán năm ấm như bọn oán tặc, vui quán bốn đại như rắn độc, vui quán nội nhập như xóm không dân cư, vui tùy hộ đạo ý, vui làm lợi ích chúng sinh, vui kính dưỡng thầy, vui làm việc bố thí rộng lớn, vui giữ bền giới hạnh, vui nhẫn nhục nhu hòa, vui siêng gom góp căn lành, vui thiền định chẳng loạn, vui lìa cấu nhiễm tỏa sáng trí huệ, vui mở rộng tâm bồ đề, vui hạng phục chúng ma, vui cắt đứt các phiền não, vui tịnh quốc độ của Phật, vui thành tựu tướng hảo, tu các công đức, vui trang nghiêm đạo trường, vui nghe pháp sâu xa mà chẳng sợ, vui với ba môn giải thoát, vui chẳng sai thời, vui gần bạn đồng học, vui giữa nhóm người chẳng đồng học, lòng không ngăn ngại, vui hộ trì những kẻ quen biết xấu, vui gần gũi những người quen biết tốt, vui lòng ưa mến cảnh thanh tịnh, vui tu các đạo phẩm vô lượng. Đó là các niềm vui theo đúng pháp của Bồ Tát. Lúc ấy Ma Ba Tuần bảo các nàng ấy rằng: Ta muốn cùng các cô trở về cung. Các nàng thưa rằng: Ông đã đem chúng tôi mà tặng cho vị cư sĩ này, có các điều vui theo như pháp, chúng tôi rất vui thích. Chúng tôi chẳng còn muốn trở lại vui thích năm món dục lạc nữa. Mà nói: Cư sĩ, ông nên buông xả các nàng này. Bồ Tát phải là người thí xả tất cả sở hữu của mình cho kẻ khác. Duy Ma Cật nói: Tôi đã buông xả rồi, ông có thể ra đi. Hãy khiến cho tất cả chúng sinh được phát nguyện đầy đủ. Lúc ấy các thiên nữ hỏi Duy Ma Cật: Chúng tôi sẽ làm gì khi ở nơi chốn cung ma? Duy Ma Cật nói: Này các cô, có một phép tu gọi là đèn không dứt, các cô nên học phép tu ấy. Đèn không dứt có nghĩa là như từ một ngọn đèn, mỗi sáng ra trăm ngàn ngọn đèn liên tiếp, những chỗ tối đều trở nên sáng mà ánh sáng không hề dứt. Cũng vậy, một vị Bồ Tát mở đạo cho trăm ngàn chúng sinh, khiến cho tất cả đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mà cái đạo ý ấy cũng không bao giờ dứt. Tùy theo chỗ thuyết pháp, tự mình tăng trưởng tất cả pháp lành, đó gọi là đèn không dứt. Các cô tùy ở nơi cung ma, hãy dùng phép tu đèn không dứt này mà làm cho vô số thiên tử và thiên nữ đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đó là báo đáp ơn Phật, cũng là làm lợi ích lớn cho tất cả chúng sinh. Lúc ấy các thiên nữ lấy đầu và mặt làm lễ sát chân Duy Ma Cật, rồi theo ma vương mà trở về cung. Bỗng nhiên thảy đều biến mất. Thế Tôn, Duy Ma Cật có thần lực tự tại và trí huệ biệt tài như vậy đó, vậy nên con chẳng đủ sức đảm nhận việc đến thăm bệnh ông ấy. Phật phán với Thiện Đức: Còn nhà trưởng giả, ông hãy đến nhà Duy Ma Cật mà thăm hỏi bệnh ông ấy. Thiện Đức bạch Phật rằng: Thế Tôn, con chẳng đủ sức đảm nhận việc đến thăm bệnh ông ấy. Nguyên do là thế này.
Con còn nhớ lúc trước ở nhà cha con có tự mình tổ chức một hội bố thí cúng dường tất cả sa môn, bà la môn, các thầy ngoại đạo và những kẻ bần cùng hạ tiện cô độc hành khất, kỳ hạn bố thí đủ 7 ngày. Bấy giờ Duy Ma Cật đi lại vào trong hội bảo con rằng: chàng con nhà trưởng giả, nếu là hội bố thí trở nên tổ chức theo như cậu đang làm đây, nên mở hội thí pháp, cần gì mở hội thí tài như vậy? Con hỏi cư sĩ ấy sao gọi là hội thí pháp. Đáp rằng hội thí pháp là không thí cho kẻ trước người sau trong một lúc cúng dường tất cả chúng sinh, đó gọi là hội thí pháp. Con lại hỏi như vậy là thế nào? Đáp rằng đó là nhân vì Bồ Đề phát khởi lòng từ, nhân vì cứu độ chúng sinh phát khởi tâm đại bi, nhân vì giữ gìn chánh pháp phát khởi tâm hỷ, nhân vì nhiếp thâu trí huệ thi hành pháp giả, nhân vì nhiếp phổ khan tham khởi nên pháp bố thí, nhân vì cải hóa việc phạm giới khởi nên pháp trì giới, nhân vì pháp vô ngã khởi nên pháp nhẫn nhục, nhân vì lìa tướng thân tâm khởi nên pháp tinh tấn, nhân vì tướng bồ đề khởi nên pháp thiền định, nhân vì cái trí biết tất cả khởi nên pháp trí huệ, vì giáo hóa chúng sinh mà khởi ra lẽ không, vì chẳng bỏ pháp hữu vi mà khởi lẽ vô tướng, vì thị hiện thọ sinh mà khởi lẽ vô tác, do hộ trì chánh pháp bèn khởi sức phương tiện, nhân vì độ chúng sinh mà khởi bốn pháp thâu nhiếp, nhân vì kính trọng tất cả khởi trừ pháp kiêu mạn, đối với thân mạng tài khởi ba kiến pháp, đối với sáu niệm khởi pháp tưởng nhớ, đối với sáu hòa kính khởi lòng chân chất ngay thẳng, thi hành pháp lành một cách minh chánh, bèn khởi nên đời sống trong sạch, lòng trong sạch vui vẻ khởi ra việc gần gũi những bậc hiền thánh, chẳng ghét kẻ dữ khởi nên sự điều phục lòng người, nhân vì pháp xuất gia khởi nên lòng sâu vững, nhân vì thi hành theo như thuyết khởi nên tài đa văn, nhân vì pháp không tranh chấp khởi ra cảnh vắng vẻ tịch tịnh, hướng theo huệ Phật khởi nên pháp ngồi yên, mở trói cho chúng sinh khởi ra trụ địa tu hành, nhân vì tướng hảo và cõi Phật thanh tịnh khởi nên nghiệp phước đức, nhân biết được lòng ý tưởng của tất cả chúng sinh thuyết pháp ứng hợp bèn khởi nên nghiệp trí, biết rằng tất cả các pháp là chẳng giữ cũng chẳng bỏ và được chỗ một tướng duy nhất, bèn khởi nên nghiệp của trí huệ, dứt tất cả phiền não, tất cả chướng ngại, tất cả pháp chẳng lành, bèn khởi nên tất cả nghiệp lành, nhân vì được tất cả trí huệ, tất cả pháp lành mà khởi nên tất cả các pháp trợ Phật đạo. Như vậy thiện nam tử, đó là hội thí pháp. Nếu Bồ Tát trụ ở hội thí pháp ấy, đó là đại thí chủ, cũng là ruộng phước của tất cả thế gian. Thế Tôn Duy Ma Cật thuyết thời pháp ấy xong, 200 người trong chúng Bà La Môn đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Khi ấy tâm ý con được trong sạch, con khen là chưa từng có, liền đảnh lễ nơi chân Duy Ma Cật. Rồi con cởi ra sâu chuỗi ngọc giá trị 100.000 mà dâng hiến. Nhưng ông ấy chẳng nhận, con liền nói: cư sĩ xin ông nhận lãnh rồi muốn cho ai tùy ý. Duy Ma Cật bèn nhận chuỗi ngọc chia làm hai phần. Ông đem một phần thí cho kẻ ăn xin nghèo hèn nhất trong hội ấy, còn một phần ông phụng hiến Đức Như Lai Nan Thắng bên cõi nước kia. Tất cả chúng hội khi ấy đều nhìn thấy Đức Như Lai Nan Thắng ở cõi nước Quang Minh. Chúng hội lại còn thấy được những hạt ngọc sang bên Đức Phật kia, liền hóa thành một cảnh đài báu bốn cột, bốn mặt đều trang nghiêm, chẳng che khuất nhau. Lúc ấy Duy Ma Cật hiện thần biến như vậy rồi, lại nói rằng: nếu thí chủ có lòng bình đẳng, thí cho kẻ ăn xin nghèo hèn nhất cũng như tướng dụng phước Như Lai không có chỗ phân biệt, giữ lòng đại bi bình đẳng chẳng cầu quả báo, đó mới gọi là hạnh thí pháp đầy đủ. Trong thành kẻ ăn xin nghèo hèn nhất thấy sức thần ấy và nghe Duy Ma Cật thuyết pháp cũng phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vậy nên con chẳng đủ sức đảm nhận việc đến thăm bệnh ông ấy. Cứ như vậy các vị Bồ Tát lần lượt đối trước Phật nói ra duyên cớ của mình, sư thật lời lẽ của Duy Ma Cật, tất cả đều thưa rằng chẳng đủ sức đảm nhận việc đến thăm bệnh ông ấy. Phẩm thứ năm, văn thủ thăm bệnh. Lúc ấy Phật bảo văn thủ sư lỵ, ông hãy đến nhà Duy Ma Cật mà thăm hỏi bệnh ông ấy. Văn thủ sư lỵ bạch Phật rằng: Thế Tôn thật khó mà đối đáp với vị thượng nhân đó, ông ấy thấu suốt sâu xa thật tướng, thuyết diễn rành mạch yếu lý của pháp, biện tài trí huệ không ngăn ngại. Ông ấy biết hết pháp thức của tất cả chư Bồ Tát, ông ấy đắc nhập tạng bí mật của chư Phật, ông ấy hàng phục chúng ma, du hí, thần thông, huệ và phương tiện của ông ấy đều đến mức vẹn toàn. Tuy nhiên, vâng lãnh thánh chỉ của Phật, có sẽ đến thăm hỏi bệnh của ông ấy.
Lúc bấy giờ trong đại chúng chư Bồ Tát, đại đệ tử, Thích Phạm, bốn thiên vương đều có ý nghĩ rằng: này hai vị đại sĩ Văn Thủ Sư Lị và Duy Ma Cật cùng nhau đàm luận ắt thuyết diệu pháp. Tức thời 8.000 Bồ Tát, 500 thanh văn, 100.000 chư thiên và người ta đều muốn đi theo. Thế là chư Bồ Tát và đại đệ tử cùng chư thiên người ta cùng kính về quanh Bồ Tát Văn Thủ Sư Lị, cùng đi vào thành lớn Tỳ Gia Ly. Khi ấy trưởng giả Duy Ma Cật tự nghĩ rằng Văn Thủ Sư Lị cùng với đại chúng sắp đến đây, liền đó ông dùng thần lực làm cho cảnh thất của ông trở nên trống trải, dẹp bỏ hết các đồ đạc cùng những kẻ hầu hạ, chỉ còn để một chiếc giường mà thôi, lấy cớ bệnh ông nằm trên đó. Văn Thủ Sư Lị vào nhà thấy cảnh trống trải, duy chỉ có một chiếc giường nằm, ngoài ra không có món chi nữa cả. Lúc ấy Duy Ma Cật nói: lành thay, Văn Thủ Sư Lị mới đến, đó là tướng chẳng đến mà đến, tướng chẳng thấy mà thấy. Văn Thủ Sư Lị nói: như vậy đó cư sĩ, nếu đã đến rồi chẳng còn đến nữa, nếu đã đi rồi chẳng còn đi nữa, tại sao vậy? Đến chẳng tưởng đâu đến, đi chẳng có chỗ nào tới, chỗ mà mình có thể thấy cũng chẳng còn thấy được nữa. Nhưng thôi, hãy tạm gác lại việc đó, bệnh của cư sĩ đây có chịu nổi chăng? Việc điều trị có bề nhẹ bớt hay nặng thêm? Đức Thế Tôn ân cần truyền lời tận tình thăm hỏi: bệnh này của cư sĩ do nhân nào mà phát khởi? Bệnh sinh ra lâu chưa? Nên dứt trừ bằng cách nào? Duy Ma Cật đáp: do si mê và ái luyến mà bệnh tôi sinh ra, nhưng vì tất cả chúng sinh bệnh cho nên tôi bệnh. Nếu tất cả chúng sinh được khỏi bệnh, bệnh tôi sẽ dứt. Tại sao vậy? Bồ Tát vì chúng sinh nên vào chốn sinh tử, có sinh tử ắt có bệnh. Nếu chúng sinh được lìa khỏi bệnh, ắt Bồ Tát sẽ không còn bệnh. Thí như một người trưởng giả kia chỉ có một đứa con trai mà thôi, đứa con ấy mắc bệnh, cha mẹ cũng mang bệnh. Nếu đứa con lành bệnh, cha mẹ cũng lành bệnh, Bồ Tát cũng như vậy. Người yêu các chúng sinh như con một của mình, nếu chúng sinh bệnh, Bồ Tát cũng bệnh. Nếu chúng sinh lành bệnh, Bồ Tát cũng lành bệnh. Nhân giả lại có hỏi: bệnh này do nhân nào mà phát khởi? Bệnh của Bồ Tát do lòng đại bi mà phát khởi vậy. Văn Thủ Sư Lị hỏi: thất này của cư sĩ tại sao lại trống trải, không có kẻ hầu hạ? Duy Ma Cật đáp: các cõi nước của chư Phật cũng đều trống không vậy thôi. Lại hỏi: lấy gì mà cho là trống không? Đáp rằng: lấy không làm không. Lại hỏi: không sao lại dùng không? Đáp rằng: là vì không phân biệt cái không cho nên không. Lại hỏi: cái không có thể phân biệt sao? Đáp rằng: phân biệt cũng là không. Lại hỏi: làm sao tìm cái không? Đáp rằng: nên ở trong 62 tà kiến mà tìm. Lại hỏi: làm sao tìm 62 tà kiến? Đáp rằng: nên ở trong các phép giải thoát của Phật mà tìm. Lại hỏi: làm sao tìm các phép giải thoát của Phật? Đáp rằng: nên ở trong tâm hạnh của tất cả chúng sinh mà tìm. Nhân giả lại có hỏi: tại sao không có kẻ hầu hạ? Tất cả chúng ma và những thể ngoại đạo đều là kẻ hầu hạ tôi. Tại sao vậy? Chúng ma ưa thích sinh tử, Bồ Tát chẳng bỏ sinh tử. Các thể ngoại đạo ưa thích kiến dài, Bồ Tát chẳng lay động đối với những kiến dài. Văn Thủ Sư Lị hỏi: bệnh của cư sĩ đó là những tướng gì? Duy Ma Cật đáp: bệnh của tôi không có hình tướng, không thể thấy. Lại hỏi: bệnh ấy hiệp với thân hay hiệp với tâm? Đáp rằng: chẳng hiệp. Chẳng phải thân hiệp vì tướng của thân là liền, chẳng phải tâm hiệp vì tâm như ảo hóa. Lại hỏi: trong bốn đại đất nước lửa gió, cái nào là bệnh? Đáp rằng: bệnh này chẳng phải đất, cũng chẳng lìa đất. Đối với các đại như nước, lửa, gió cũng lại như vậy. Nhưng bệnh của chúng sinh là nương theo bốn đại mà khởi, bởi họ có bệnh, cho nên tôi bệnh. Lúc ấy Văn Thủ Sư Lị hỏi Duy Ma Cật rằng: Bồ Tát nên an ủi Bồ Tát có bệnh như thế nào? Duy Ma Cật đáp: nên nói thân là vô thường, chẳng nói chán liền cái thân. Nói thân có khổ, chẳng nói ưa thích niết bàn. Nói thân là vô ngã, nhưng khuyên dạy, dìu dắt chúng sinh. Nói thân là không tịch, chẳng nói tất cánh tịch diệt. Nói ăn năn tội trước, mà chẳng nói trở vào quá khứ, nhân bệnh mình thương xót bệnh người. Nên nhớ các khổ não từ vô số kiếp của mình, nên tưởng việc làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Nhớ chỗ tu phước của mình, tưởng tới đời sống trong sạch, đừng sinh lo buồn. Thường khởi tinh tấn, nên làm vị vua thầy thuốc liệu trị các bệnh. Bồ Tát nên an ủi Bồ Tát có bệnh như những cách ấy khiến người bệnh được vui vẻ. Văn Thủ Sư Lị hỏi: cư sĩ, Bồ Tát có bệnh làm cách nào để điều phục tâm mình? Duy Ma Cật đáp: Bồ Tát có bệnh nên nghĩ như thế này.
Bệnh này của ta hôm nay là do các phiền não vọng tưởng điên đảo đời trước mà sinh ra. Không có pháp thật thì ai là người thọ bệnh? Tại sao vậy? Do bốn đại hiệp lại tạm gọi là thân. Bốn đại không có chủ, thân cũng không có ta. Lại nữa, bệnh này phát khởi là do sự chấp trước cái ta. Vậy nên đối với cái ta chẳng nên sinh ra chấp trước. Đã biết gốc bệnh, liền trừ bỏ cái tư tưởng có ta và tư tưởng có chúng sinh. Nên phát khởi tư tưởng có các pháp, nên nghĩ như thế này. Chẳng qua do nhiều pháp hiệp lại nên thành cái thân này thôi. Chỉ vì các pháp khởi nên thân khởi, chỉ vì các pháp diệt nên thân diệt. Lại nữa, các pháp ấy đều chẳng biết nhau. Khi khởi chẳng nói rằng ta khởi, khi diệt chẳng nói rằng ta diệt. Vì Bồ Tát nào bệnh muốn diệt cái tư tưởng có các pháp nên nghĩ như thế này. Cái tư tưởng có các pháp này cũng là tư tưởng điên đảo. Nếu điên đảo tức là hại lớn, ta nên lìa nó. Thế nào là lìa? Ấy là lìa cái ta và vật của ta. Thế nào là lìa cái ta và vật của ta? Ấy là lìa hai pháp. Thế nào là lìa hai pháp? Ấy là chẳng nghĩ nhớ những pháp trong và những pháp ngoài, thì hành lẽ bình đẳng. Thế nào là bình đẳng? Ấy là cái ta với niết bàn là bình đẳng. Tại sao vậy? Ta với niết bàn hai thứ ấy đều là không. Tại sao vậy? Vì chỉ là danh tự cho nên không. Như hai pháp ấy không có tánh nhất định. Khi mình được lẽ bình đẳng này rồi, chẳng còn bệnh nào khác nữa, chỉ còn cái bệnh chấp lẽ không mà thôi. Bệnh chấp ấy cũng là không. Bồ Tát ấy có bệnh vì lẽ không có sở thọ, bèn thọ lãnh các món. Khi mình chưa có đủ Phật pháp cũng chẳng dứt bỏ các cảm thọ mà giữ lấy chỗ chứng đắc. Vì như cái thân có khổ nên nghĩ đến những cảnh ác lụy của chúng sinh, khởi lòng đại bi. Đã hai điều phục cái ta rồi cũng nên điều phục tất cả chúng sinh, chẳng qua là trừ bệnh của mình mà thôi chứ chẳng trừ pháp. Vì lẽ dứt tuyển gốc bệnh nên dạy dỗ dắt dẫn về lẽ ấy vậy. Sao gọi là gốc bệnh? Ấy là phát duyên. Do theo việc có phát duyên, ắt này ra gốc bệnh. Phát duyên với những cảnh nào? Ấy là ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Làm sao dứt trừ phát duyên? Nên dùng lẽ không có chỗ chứng đắc, không thấy mình được quả vị nào cả. Nếu là không có chỗ chứng đắc, ăn không có phản duyên. Sao gọi là không có chỗ chứng đắc? Ấy là lìa hai kiến. Hai kiến là gì? Ấy là nội kiến, kiến chấp có thân tâm nơi mình, và ngoại kiến, kiến chấp có chúng sinh và cảnh vật ngoài mình. Như vậy đó gọi là không có chỗ chứng đắc. Văn thù sư lỵ, như vậy là Bồ Tát có bệnh điều phục tâm mình, dứt được những nỗi khổ của già bệnh chết, đó là bồ đề của Bồ Tát. Nếu chẳng được như vậy, sự tu tập của mình không có lợi ích về trí huệ. Tỷ như mình thắng được kẻ oán thù mới đáng gọi là dũng. Cũng như thế, nếu mình trừ được cả già bệnh chết mới xứng đáng là Bồ Tát. Vì Bồ Tát kia có bệnh, lại nên sẽ nghĩ thế này. Như bệnh của ta đây chẳng phải thật, chẳng phải có. Bệnh của chúng sinh cũng chẳng phải thật, chẳng phải có. Thì sẽ nghĩ như vậy. Nếu người khởi đại bái kiến đối với chúng sinh, tức thời nên lìa bỏ chỗ khởi niệm ấy đi. Tại sao vậy? Bồ Tát đoạn trừ xong phiền não khách trần bèn khởi lòng đại bi. Còn lòng đại bi của ai kiến thì đối với cuộc sinh tử ắt có tâm mỏi mệt chán ngán. Nếu lìa được lòng bi ái kiến ấy, ắt không còn mỏi mệt chán ngán. Dầu sinh ra ở chốn nào, người cũng không bị cái ái kiến che ngăn. Mình sinh sống không bị trói buộc mới có thể thuyết pháp với chúng sinh lẽ cởi mở dây trói buộc. Như Phật có dạy, nếu tự mình bị buộc trói mà cởi mở được sự trói buộc cho người khác không có lẽ như vậy. Nếu tự mình không bị buộc trói mà cởi được trói buộc cho người khác mới là điều có lý. Vậy nên Bồ Tát không nên khởi ra việc tự trói buộc. Sao gọi là trói buộc? Sao gọi là cởi mở tam chúc mùi vị thiền định? Đó là sự trói buộc của Bồ Tát. Dùng phương tiện mà sinh ra, đó là sự cởi mở của Bồ Tát. Lại nữa, có bốn lẽ vô phương tiện huệ phưởng là sự trói buộc không có trí huệ phương tiện, hữu phương tiện huệ giải là sự cởi mở có trí huệ phương tiện, vô huệ phương tiện phược là sự trói buộc không có phương tiện trí huệ, hữu huệ phương tiện giải là sự cởi mở có phương tiện trí huệ. Sao gọi là sự trói buộc không có trí huệ phương tiện? Ấy là Bồ Tát dùng lòng ái kiến mà trang nghiêm cõi Phật, thành tựu cho chúng sinh đối với ba pháp không vô tướng vô tác, tự mình điều phục. Đó gọi là sự trói buộc không có trí huệ phương tiện.
Sao gọi là sự cởi mở có trí huệ phương tiện? Bồ Tát chọn dùng lòng ái kiến mà trang nghiêm cõi Phật, thành tựu cho chúng sinh. Đối với ba pháp không vô tướng vô tác, tự mình đã điều phục mà chẳng mỏi mệt chán ngán, đó gọi là sự cởi mở có trí huệ phương tiện. Sao gọi là sự trói buộc không có phương tiện trí huệ? Ấy là Bồ Tát trụ nơi các phiền não tham dục sân nhuế tà kiến mà trồng những cội lành, đó gọi là sự trói buộc không có phương tiện trí huệ. Sao gọi là sự cởi mở có phương tiện trí huệ? Bồ Tát đã lìa khỏi các phiền não tham dục sân nhuế tà kiến mà trồng những cội lành, hồi hướng quả A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đó gọi là sự cởi mở có phương tiện trí huệ. Văn thù xử lý, vị Bồ Tát kia có bệnh nên quán các pháp như vậy. Lại nữa, nên quán cái thân là vô thường, khổ, không, vô ngã, đó gọi là trí huệ. Tùy thân có bệnh nhưng nó thường ở chỗ sinh tử, làm lợi ích tất cả chúng sinh mà chẳng mỏi mệt chán ngán, đó gọi là phương tiện. Lại nữa, nên quán cái thân, thân chẳng lìa bệnh, bệnh chẳng lìa thân, bệnh này, thân này chẳng phải mới, chẳng phải cũ, đó gọi là trí huệ. Ví dầu cái thân có bệnh nhưng nó chẳng diệt độ mãi mãi, đó gọi là phương tiện. Văn thủ xử lý, Bồ Tát có bệnh nên điều phục tâm mình như thế này, chẳng trụ nơi chỗ điều phục tâm, cũng chẳng trụ nơi chỗ không điều phục tâm. Tại sao vậy? Nếu mình trụ nơi chỗ không điều phục tâm, đó là pháp của kẻ ngu. Nếu mình trụ chỗ điều phục tâm, đó là pháp của thanh văn. Vì vậy Bồ Tát chẳng nên trụ ở chỗ điều phục tâm, cũng chẳng nên trụ ở chỗ không điều phục tâm. Để khỏi hai pháp ấy, đó là hạnh Bồ Tát. Ở tại sinh tử chẳng làm việc ô trược, trụ nơi niết bàn chẳng diệt độ mãi mãi, đó là hạnh Bồ Tát. Chẳng phải hạnh phàm phu, chẳng phải hạnh hiền thánh, đó là hạnh Bồ Tát. Chẳng phải hạnh cấu uế, chẳng phải thanh tịnh, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy vượt khỏi hạnh của ma nhưng thị hiện hàng phục chúng ma, đó là hạnh Bồ Tát. Cầu cái chỉ biết tất cả mà chẳng cầu không đúng lúc, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy quán các pháp chẳng sinh nhưng chẳng vào chánh vị niết bàn của tiểu thừa, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy quán 12 duyên khỏi nhưng cũng vào các tà kiến, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy nhiếp phục tất cả chúng sinh nhưng chẳng luyến ái chấp trước, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy ưa mến buộc xa lìa nhưng chẳng nương theo lẽ thân tâm dứt hết, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành lẽ ba cõi nhưng chẳng bỏ tánh phép, đó là hạnh Bồ Tát. Tùy hành lẽ không nhưng trồng các cội lành, đó là hạnh Bồ Tát. Tùy hành lẽ vô thường nhưng độ các chúng sinh, đó là hạnh Bồ Tát. Tùy hành lẽ vô tác nhưng thị hiện thọ lấy thân sống, đó là hạnh Bồ Tát. Tùy hành lẽ vô khởi nhưng khởi tất cả niết lành, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành sáu ba la mật nhưng mở rộng ra các pháp về tâm tâm số của chúng sinh, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành sáu thần thông nhưng chẳng dứt hết phiền não, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành bốn tâm vô lượng, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, nhưng chẳng ham muốn sinh nơi cõi phạm thiên, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành thiền định giải thoát tam muội nhưng chẳng nương theo thiền định mà sinh nơi cõi trời, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành bốn niệm xứ nhưng chẳng rốt ráo lìa khỏi bốn chỗ thân thọ tâm pháp, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành bốn chánh cần nhưng không bỏ sức tinh tấn của thân tâm, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành bốn như ý túc nhưng tự mình được các phép thần thông tự tại, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành năm pháp căn bản nhưng phân biệt được các căn tánh chậm lụt hoặc lanh lợi của chúng sinh, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành năm sức nhưng vui cầu mười lực của Phật, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành bảy phần giác nhưng phân biệt được trí huệ của Phật, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành tám chánh đạo nhưng ưa hành Phật đạo vô thượng, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành pháp trì quán trợ đạo nhưng cuối cùng chẳng rơi vào nơi tịch diệt, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành lẽ các pháp chẳng sinh chẳng diệt nhưng dùng những tướng chánh và những tướng phụ mà trang nghiêm thân mình, đó là hạnh Bồ Tát. Tùy hiện oai nghi của thanh văn bích chi Phật nhưng chẳng bỏ Phật pháp, đó là hạnh Bồ Tát. Tùy đứng theo tướng cứu cánh thanh tịnh của các pháp nhưng cũng đứng theo chỗ ứng hợp mà thị hiện thân mình, đó là hạnh Bồ Tát. Tùy quán các cõi Phật yên lặng vĩnh viễn như cõi không nhưng cũng hiện ra các cõi thanh tịnh của Phật, đó là hạnh Bồ Tát. Tùy đắc Phật đạo quay bánh xe pháp vào niết bàn nhưng chẳng bỏ đạo của Bồ Tát, đó là hạnh Bồ Tát. Duy Ma Cật nói những lời ấy rồi, trong đại chúng đi theo văn thủ xứ lỵ có 8.000 vị thiên tử, thảy đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề.